Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình của tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn hai xã Tân Bằng và Chí Phải thuộc huyện Thới Bình. Địa bàn xảy ra dịch tại ấp Nguyễn Quế thuộc xã Tân Bằng và ấp 10 xã Chí Phải. Vùng dịch bị uy hiếp gồm các xã Biển Bạch Đông, Biển Bạch, Chí Lực và Tân Phú cùng thuộc huyện Thới Bình. Để hạn chế tình trạng dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên diện rộng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình chỉ đạo thực hiện tiêu hủy lợn bệnh đúng quy trình, thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, ứng phó xử lý sự cố môi trường theo quy định. Yêu cầu Ủy ban nhân dân hai xã Tân Bằng và Chí phải nhanh chóng bao vây dập tắt ổ dịch và thực hiện phương án chống dịch kịp thời, ngăn chặn không để dịch lây lan diện rộng. Theo dõi tổng hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh hàng ngày và báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện, ban chỉ đạo huyện. Ủy ban nhân dân các xã thuộc vùng dịch bị uy hiếp và vùng đệm thực hiện nghiêm các biện pháp đồng bộ chống dịch và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, tăng cường chỉ đạo, bố trí kinh phí thực hiện các biện pháp chống dịch quyết liệt, hiệu quả theo đúng quy định. Tối qua tại Hà Nội, Quỹ VinFuture đã vinh danh 9 tác giả của 4 công trình khoa học đột phá mang lại sự hồi sinh và tái thiết cho nhân loại. Trong đó thì giải thưởng chính VinFuture 2022 trị giá 3 triệu đô la Mỹ đã thuộc về 5 nhà khoa học với các phát minh công nghệ mang tính toàn cầu. Và đáng chú ý là một nhà khoa học nữ với công trình tạo ra giống lúa chịu ngập lụt đã nhận giải đặc biệt trị giá 500.000 đô la Mỹ. Đây là kết quả của nhiều phát minh vĩ đại phục vụ nhân loại với hành trình phát triển và hoàn thiện suốt nhiều thập kỷ của nhiều thế hệ nhà khoa học đến từ Vương quốc Anh, Pháp và Hoa Kỳ, tạo ra nền tảng của kinh tế tri thức và là bệ phóng cho các công nghệ đột phá tiếp như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, điện toán đám mây, dữ liệu lớn. Đặc biệt là suốt thời gian thế giới bị chia cắt do đại dịch, công nghệ mạng toàn cầu đã trở thành nền tảng kết nối nhân loại, thay đổi toàn diện những phương thức giao tiếp và làm việc của hàng tỷ người trên khắp hành tinh. Bên cạnh giải thưởng chính, VinFuture 2022 cũng trao 3 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 500.000 đô la Mỹ dành cho các nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực mới, nhà khoa học nữ và nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển với các công trình hệ thống trí tuệ nhân tạo, giải mã protein alpha fold 2 và phân lập gen SAP 1A, giống lúa chịu ngập dài hạn năng suất cao và hệ thống lọc nước nhiễm arsen và kim loại nặng với chi phí thấp. Xin được chuyển sang một số nội dung về thủy sản. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản Việt Nam, nằm trong vùng đa dạng về sinh học cao với 11.000 loài sinh vật đã được phát hiện. Ngoài ra thì Việt Nam còn có hơn 650 loài rong biển và gần 660 loài động vật phù du, 94 loài thực vật ngậm mặt, 14 loài cỏ biển và gần 400 loài san hô. Và đến nay thì cả nước có 11 khu bảo tồn biển và vùng biển thuộc vườn quốc gia được thành lập và quản lý. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua thì các khu bảo tồn biển, nơi lưu trú của nguồn lợi thủy sản đang bị xâm hại hoặc là suy giảm hệ sinh thái do các hoạt động phát triển kinh tế khác như là du lịch, cảng biển, hoạt động hàng hải, dầu khí, ô nhiễm môi trường. Trong khi việc đầu tư cả về nhân lực, tài chính và chính sách cho việc quản lý phát triển các khu bảo tồn biển còn rất nhiều bất cập, khiến cho các khu bảo tồn biển đang bị đe dọa nghiêm trọng. Cần có sự đầu tư cả về chính sách, cơ chế đủ mạnh và cụ thể trong thời gian tới để phát triển giá trị các khu bảo tồn biển. Đây chính là quan điểm của các đại biểu trong hội nghị bàn giải pháp tăng cường công tác quản lý các khu bảo tồn biển ven biển Việt Nam nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết 36 NQTW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được tổ chức sáng nay tại Thanh Hóa. Theo các đại biểu của 28 tỉnh thành có biển và các chuyên gia, bảo tồn là nhiệm vụ rất quan trọng. Tuy nhiên, nhiều khu bảo tồn hiện nay vẫn trong tình trạng 4-0, không tiền, không có thẩm quyền, không phương tiện và không có người. Thực trạng này đã kéo dài nhiều năm và vẫn chưa được quan tâm, xử lý dứt điểm. Điều này khiến các khu bảo tồn biển bị suy giảm hệ sinh thái, nhiều loại thủy sản không đủ nơi lưu trú, từ đó dẫn tới suy giảm nguồn lợi thủy sản. Điều này được chỉ ra không chỉ vì tác động của biến đổi khí hậu mà chủ yếu là do hoạt động kinh tế của con người. Cái vấn đề khó khăn nhất hiện nay trong vấn đề bảo tồn biển chính là cái xung đột về lợi ích kinh tế giữa các cái chủ thể khai thác khác nhau. Trong đó bảo tồn thì là muốn là duy trì và phát triển hệ sinh thái. Nhưng mà kinh tế thì người ta lại muốn khai thác xung quanh câu chuyện biển. Tức là người ta sẽ có những cái khai thác các cái ngành kinh tế mà nó gây ra cái xung đột đối với cái việc bảo tồn.
Ví dụ như ngoài là nghề lưới kéo này, nghề lưới vây, lưới rê này đánh vào trong và xung quanh các khu bảo tồn biển ngày càng nhiều, mà các tỉnh khác người ta đến với khu bảo tồn biển này. Và trong đó, trong khi đó thì chúng ta thấy ai là người thực thi, không có lực lượng thực thi pháp luật ở đây, mà chỉ khu bảo tồn biển làm đơn vị sự nghiệp có thu, không có thẩm quyền mà chỉ có lập biên bản chuyển các đơn vị khác để xử phạt, và người ta chỉ có phối hợp với lực lượng biên phòng và cảnh sát biển thôi. Đấy, thì cái tình trạng như thế, nếu mà như thế thì cái số lượng vi phạm nó ngày càng tăng lên. Để quản lý tốt và phát triển giá trị các khu bảo tồn biển, trước mắt cần thực hiện tốt một số công việc về mặt kỹ thuật như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, triển khai các biện pháp phục vụ bảo tồn biển, thả phao báo hiệu, giới hạn khu vực lặn ngắm san hô, khu vực tắm biển, trang bị thùng rác và dụng cụ thu gom rác. Những điều này có thể thực hiện ngay nếu có sự vào cuộc của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư. Từng nào ngành thủy sản thấy rằng cái việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản là cái việc của tất cả mọi người, trong đó những người trẻ không thờ ơ với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không thờ ơ với môi trường biển, thì tôi thấy rằng đồng quản lý chắc chắn nó là một cái công cụ thì nó mới thực sự đi vào cuộc sống. Thực hiện nghị quyết số 36/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo báo cáo của 21 trên 28 tỉnh, đến nay đã có 15 trên 21 tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. 14 trên 21 tỉnh đã ban hành văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam. Bộ sẽ ra soát tổng hợp lại các cái giải pháp đã triển khai và có 8 cái đề án đã được phê duyệt, đồng thời sẽ có cái quy hoạch quốc gia về bảo tồn và khai thác. Sau quy hoạch thì sẽ có đề án để chúng ta đã chuẩn bị một cách rất căn bản và trình chính phủ phê duyệt. Hiện tổng diện tích các khu bảo tồn biển được bảo tồn và quản lý là hơn 174.700 ha, chiếm khoảng 0,175% diện tích vùng biển tự nhiên của Việt Nam. Mục tiêu đặt ra là tới năm 2030, nước ta sẽ quy hoạch và phát triển 30 khu bảo tồn biển, phấn đấu đạt 0,6% diện tích vùng biển tự nhiên. Tết Nguyên đán đang rất gần, lúc này thì hàng triệu công nhân người lao động xa quê đã phải tính phương án về quê để đón Tết, đặc biệt là lựa chọn phương tiện, ngày giờ và giá cả chi phí sao cho phù hợp với khả năng tài chính của cá nhân. Mấy ngày qua thì công đoàn các cấp và một số các địa phương cũng đã công bố gói hỗ trợ phương tiện vận chuyển hoặc là vé xe cho người lao động về quê ăn Tết. Tại tỉnh Đồng Nai, mặc dù là các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về đơn hàng, thế nhưng đa số các công ty vẫn đang phối hợp tốt với công đoàn cơ sở để chăm lo hỗ trợ vé xe đưa đón công nhân về quê đón Tết Nguyên đán 2023. Đây không chỉ là nguồn động viên rất lớn về mặt tinh thần, mà còn là sự hỗ trợ thiết thực giúp cho người lao động đón một cái Tết ấm no, vui tươi. Ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, không còn nỗi lo dịch bệnh, năm nay lượng công nhân về quê tăng gấp đôi so với năm trước. Ngoài việc công bố thưởng Tết sớm cho người lao động, các doanh nghiệp cũng tổ chức thuê xe đưa đón công nhân về quê, sum họp cùng gia đình. Đặc biệt hơn, một số doanh nghiệp còn cho phép công nhân ở xa có thể xin nghỉ thêm mà vẫn được công ty trả lương. Song song đó, các công ty, doanh nghiệp tại Đồng Nai cũng tiếp tục duy trì hoạt động thăm hỏi người lao động không có điều kiện về quê đón Tết. Tại các khu nhà trọ, các khu vực tập trung đông lao động, tổ chức họp mặt gia đình, đoàn viên người lao động khó khăn, tổ chức chương trình chợ Tết công đoàn cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi. Qua đó, giúp người lao động đón Tết vui tươi và thiết thực.